Hello bà con, chào các bạn nha. Bây giờ mình cho heo ăn rồi con ơi. Em cho ăn 5 lần một ngày, ngày 24 tiếng, sáng, trưa, chiều, tối là cho ăn 5 cử. Có nhiều bạn nói là cho ăn vậy rồi nó không có hấp thu thức ăn hết, nó nhiều quá rồi nó không hấp thu thức ăn hết. Em nuôi rồi đó, giờ em chia sẻ với bà con đó là cái chuyện hấp thu hết không hết là mình cũng đã tính hết rồi mình mới cho ăn. Em chia sẻ vậy thôi chứ nhất thiết là đâu phải làm theo em chi. Cái gì mình làm thì mình chia sẻ vậy thôi, em không có nói là quan điểm mình đúng mà cũng không có nói nó sai, tại mình đang cho ăn mà sao mà làm sai được đó. Rồi sao mà mình làm mình cảm thấy có lợi mình thôi là mình làm, còn ai nói gì thì nói kệ họ. Nhưng mà em cũng vẫn chia sẻ cho bà con đó để cho bà con thấy được là tại sao mà mình làm như vậy mà em vẫn làm hoài. Thì lúc trước em cũng cho nó ăn máng tự động rồi đó bà con, mà máng tự động em thấy nó không có phê đó. Cho ăn cái này thì nó hơi cực, nhưng mà cái chỉ số cái thức ăn á, cái lượng thức ăn mà nó tiêu thụ á nó rất là ít. Nhiều khi mình chia sẻ lên đây cái em nói 8 bao thức ăn từ khi mà mình nuôi, từ khi mà nó đẻ ra đó tới lúc mà nuôi 8 bao, mà có nhiều anh chị không tin, còn nhiều người ta ở đây người ta nuôi á chỉ có 6 bao rưỡi thôi, 7 bao thôi, thậm chí có vài em nuôi chỉ có 6 bao rưỡi thôi. Loại này luôn nè, 9032 nè, cái 6 bao rưỡi thôi. Đó là do cái cách mình cho ăn, cái cách mình nuôi thôi. Rồi có nhiều người hỏi 6 bao rưỡi được nhiêu ký, là em đảm bảo bà con là trên 100 hết. Đó là đảm bảo đó, trên 100 hết là tức là quy bình ra nha. Ví dụ như đây là 9 con là chia ra nó sẽ trên 900 ký đó, vậy đó. Chứ không phải là con nào cũng trên 100 hết, thì cũng có con chín mấy vậy, mà có con 110 mấy, 120 mấy. Đó là chia sẻ đó. Heo mà đi phân sống là mình biết liền à, đi phân sống là trong thức ăn nó có lợn cận là trong phân nó sẽ đi ra lợn cận là đi phân sống. Nhiều khi mình chia sẻ thật quá, cái có nhiều anh chị nói là mình chia sẻ xạo, chia sẻ láo, có cũng nói, không có cũng nói. Nhưng mà thật chắc mấy người đó người ta không có biết, người ta không biết và người ta chưa từng nuôi là con heo là 6 bao rưỡi mà được vô 100, nó là chưa từng. Làm đi, thử làm một lần đi bà con, rồi mình sẽ thấy được cái hiệu quả của nó như thế nào. Nhưng mà đặc biệt là nuôi heo đừng để chảy nhiều, chảy ít thì được mà đừng chảy nhiều, chảy liên tục 4-5 ngày thấy mệt rồi đó, đừng có để chảy, chuẩn bị tiêu chảy. Lợn heo cái đường ruột nó tốt, hệ vi sinh vật tốt là mau lớn, bổ sung men rồi vô cho nó thường xuyên là ngon, không vậy chứ. Bởi vì em chia sẻ bà con hoài đó,
không có bệnh gì mà em sợ hết trơn á, chỉ có dịch tả hay châu phi là em sợ thôi, tức là nó chưa có vaccine thì em sợ thôi, chứ thật sự ra là đối với em nuôi heo là em không có sợ cái bệnh gì chứ. Nó chia sẻ thiệt luôn, sợ dịch tả thôi, tả hay châu phi là sợ nhất, có vaccine đâu mà ngừa. Mấy khác thì có ngừa rồi, mình ngừa một lần không được thì mình ngừa hai lần thì đường nào nó cũng dính à. Tức là chích lập lại rồi chích nhắc lại nữa thì đường nào mà nó không dính, đường nào mà nó không có kháng thể đâu à. Không có kháng thể đợt này thì đợt sau nó cũng có kháng thể à, chứ dễ gì mà giàu gì mà không có kháng thể được. Còn em nuôi heo mà có nhiều bầy, em nói thiệt với bà con phải không, dữ lắm là 8 bao là hết đáp, 8 bao là từ 120-130 kg là 8 bao thức ăn đó, còn 6 bao rưỡi là trên 100, tức là 100 lẻ đó. Đó là cái chia sẻ thật sự đó, ai mà nãy nói ấy thì mình chịu thôi, chứ mình nói thiệt không à. Tin không tin thì đó là quyền của quý vị. Bao thì 25 kg thôi, dễ tính, 25 kg đó. Còn chuyện mà tin không tin, chửi bới gì đó là chuyện của quý vị. Còn chuyện của em thì em vẫn nói, vẫn chia sẻ lên. Mình không nói là mình hay, nhưng mà mình chia sẻ lên để cho những bà con nào mà theo cái quy trình đó thì làm cho nó, để cho nó hạn chế được cái chi phí nhất thì mình chia sẻ thôi. Thì còn 1 tháng rưỡi nữa Tết đúng không? Bữa nay là 10 rằm tháng 11 rồi. Bữa nay là 15 tháng 11 âm lịch. Còn 1 tháng rưỡi nữa là Tết. Thì em sẽ thúc cái bầy heo này tới lúc đó em bán cho bà con thấy. À, tới lúc đó em sẽ tách những con bự ra em bán chứ. À. Còn 1 tháng rưỡi nữa thôi. Thúc mình bán. Thì em sẽ cố gắng làm để thúc mình bán, mà không biết bán được hay không. À, thì tới 1 tháng rưỡi nữa là đúng, nó đúng 5 tháng đó, từ lúc đẻ luôn đó nghe, là 5 tháng đó, từ lúc đẻ luôn là 5 tháng. Tại vì cái bầy này á, là lúc nhỏ nó bị đẹp, nó bị còi cọc lắm, chứ không phải như mấy cái bầy đợt trước mà lúc em mới làm YouTube á. Mấy bài đó là tuyệt vời luôn, tuyệt vời luôn. Mấy bài đó là nói là tuyệt vời đó. Từ nhỏ tới lớn không biết tiêu chảy là gì. Còn bài này có tiêu chảy lác đác này, với nó sữa mẹ nó không tốt quá bà con. Sữa mẹ lúc đó là sao không tốt, nó tách ra nó còi lắm. Bởi vì có con bự con nhỏ đủ thứ, còi cọc lắm, chứ không phải được như vậy. Rồi vậy thôi, em kết thúc video này ở đây nha. Và một lần nữa em nhấn mạnh với bà con là khi mà mình cho nó, mình nuôi con heo đó, thì bà con phải thử nhiều cách đi, chứ đừng có thử một cách, nó lại nói thiệt. Làm nhiều cách đi, nhiều cách cho ăn đi, rồi mình từ đó mình đúc kết ra, mình chia sẻ, mình chia sẻ với nhau để mình đúc kết ra cái gì là nó có lợi nhất thì mình nuôi đó. Còn mà nuôi mà thứ 9-10 bao là thôi đừng nuôi. Thiệt, đó em chia sẻ thiệt tình luôn á. 9-10 bao nuôi không có lời đâu. Nuôi ở đây mà em nuôi ở đây mà giữ lắm là 8 bao rồi đó. 8 bao, 1 bao 25 kg đó. Bà con nói cho ăn vị là nó nhiều, không phải nhiều đâu. Một con có 1 gào là không có nhiều. Một gào này đâu có nhiều đâu. Một lon này có nhiêu đâu. Một lon này có nhiêu thức ăn đâu. Không có bao nhiêu thức ăn vậy. Đó là cái chia sẻ đó. Chưa? Cho ăn sơ qua vậy mà nó còn đói nữa đó.
Cái này 2, 4, 6, 8, 9 con mà em cho ăn có 8 lon à. Bình thường nha có 6 lon à, hôm nay nâng lên là 7 lon, hôm qua nâng lên 7 lon, bữa nay nâng lên 8 lon. Đó mà nó còn đói nữa đó. Cho ăn vậy là đâu có no. Mới lưng lưng bụng thôi. Đó. Sao mà hấp thu không kịp. Và tới giờ mà không cho ăn cái đi rồi nó la cho mà thấy. Kêu ghéo sùm. Rồi vậy thôi em kết thúc video nãy đây nha. Chúc bà con thật là nhiều sức khỏe và chăn nuôi thành công nha. Hẹn gặp lại bà con ở những video sau. Xin chào, hẹn gặp lại bà con nha.